đi một mình cũng dữ, mà cái đi xách gói đã rồi xách tua mền lôi đó quá trời. Má bà nội làm gọn gàng bây giờ tung ra hết rồi, ai vô thấy cái phòng y như cái chuồng heo à. Bà nội xếp đàng hoàng rồi, nó tung té ra hết bình sữa, ôi bình nước gì nó giục tá lả bà la. Nay phá của nội rồi đó. Giỏi dữ à. Hồi nãy nội nè Pin, hồi nãy nội làm gì con giận nội? Nãy sợ. Nãy con giận nội. Nãy con giận nội gì hả? Đó, con này gối rồi nó tuột ra hết nè. Giỏi dữ ta. Phia quá rồi, ngủ với con ngày nào cũng thức phia quá. Nó buồn ngủ với mẹ luôn à. Nghe không? Mùng mền gối đủ chắc là nó tung té là hết, nó môi móc là hết à. Sắp nghe nhắn rồi, xíu là nó làm banh hết à. Nó Phiên ơi. Ủa Phiên ngủ hả ta? Phiên ngủ rồi hả? Ủa chưa ngủ nữa hả con? Phiên ngủ cho ta. Mới ăn xong á. Giỏi quá ta. Giỏi quá ta. Phiên giỏi quá. Thử 1 2 3 4 5. Cái gì vậy? Giỏi dữ ta. Gì con? Giỏi quá. Nè con phủi tay đi, tay dơ quá, phủi tay đi con. Giỏi ghê, phủi tay kìa. Phủi tay hả con? Phủi tay đó. Trời đó, thấy Viên phủi tay chưa? Phủi tay đi con, dơ quá. Phủi tay đi con. Giỏi quá vậy trời. Giỏi quá. Hả? Viên ơi. Cái tay dơ quá, phủi tay đi con. Phiên phủi tay á, phủi tay đi con. Dơ quá phủi đi con. Trời ơi, giỏi dữ vậy à. Cái con lại mô Phật quại đi con, lỡ lại quại đi. Lỡ quại lại, lỡ quại lại đi con. Lại đó con, lại đi con mô Phật. Đi con lại đi con. Quại này con, lại quại quại đi. Quại. Quại, quại đi con. Mô Phật đi con, mô Phật. Mô Phật đi con, mô Phật. Đứng ăn giỏi quá. Mô Phật. Thương mô Phật. Mô Phật quại đi con. Mô Phật đi con, lại đi con.